Đi không? Qua nhà bà Kính, bà Bảy đi mua. Ok. Đi mua các bạn ơi. Đi mua xe thôi. Thôi rồi, xe nhà đi. Thôi là tí nó nhiều lắm á. Còn không hết. Đi. Đi mua bánh. Đi. Các bạn đi theo mình nha. Đi qua bà Kính trước đây. Bà Kính theo mình nha. Đây. Gọn gọn vào. Rồi chạy qua bà Bảy đi. Tôi đóng cửa các bạn ơi. Người dạ, cái kia nha. Dạ quay bà Bảy. Bà Bảy có chắc không? Hai. Rồi. Rồi bà Bảy mở cửa ra đi. Bà Bảy mở cửa cho mua bánh, mua nhiều. Đây một xíu nha, bà Bảy mở cửa cho. Mua nhiều vậy cho mà ăn hết. Ăn hết mới ngon. Nhắm ăn hết được không? Không. Việt ăn hết được không? Được. Con ăn hết được không? Được. Con ăn hết được không? Dạ. Hết hả? Vậy vào chọn. Vào tí mình xé vào nha. Trong mình, vào trong nhà mình đổ hết trên bàn. Ba con ăn bánh khay. Ok. Con ăn bánh khay được không? Ồ, được luôn. Đây vào được ạ. Bà Bảy lấy mỗi thứ một bọc. To nhỏ, mỗi thứ một bọc. Đây. Việt cầm. Cầm phụ cho chú Quốc nha. Nè. Cầm con, cầm đi, cầm đi, cầm phụ ấy tí nữa rồi rồi. Rồi về chưa? Chia ra mà ăn. Bà Bảy cắt ra đó, ngay đó không con. Cầm được. Lấy cái này hả? Vâng, mỗi thứ một loại. Ai cầm phụ. Cái này bên thấy bắp chưa? Chưa. Đây cái, cầm. Cái này cơ mà. Cầm cầm phụ đi, tí nó đi về đổ ra cái xe. Cầm phụ. Đây. Cầm phụ. Cầm phụ. Tí nó về đổ lên bàn ăn nha. Ok. Wow. Nhiều quá. Rồi, còn không? Còn lại khác không bạn? Còn. Đây. Đây. Xé chưa? Đây nữa. Cái này chưa có hả? Vâng, chưa có, lấy đùi gà. Hết tay cầm rồi nè. Hết tay cầm rồi hả? Nhiều không? Nhiều chưa? Tay cầm chưa? Ừ, hết tay cầm rồi hả? Đây, cầm luôn. Hết tay. Nữa, mình nữa. Nữa. Hết tay rồi nè. Đây, thế này. Đếm xem đầu ừ, đây. Đây, đây. Cầm. Nữa. Còn không? Còn vật nào khác không? Đó, như vật đó chưa có rồi. Đây, đây. Ăn hết của nhà bà Bảy luôn. Đây, đây cầm luôn. Rồi nhiều quá. Rồi xong chưa? Giờ đứng hết chỗ đó rồi. Đứng hết rồi, đứng xếp hàng xếp hàng. Chào các bạn đi, đứng đây quá trời nhiều luôn. Mấy vị? Ờ có nhiều nha. Bây giờ mình sẽ mình cho lên. Rồi, yeah, lên rồi. Bây giờ mình sẽ mang về. Bàn ăn nha. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra nha. Rồi mình sẽ đổ lên đây. Lên bàn nha. Rồi bóc về. Đó, ừ. Hai đổ lên giữa đây nè. Rồi đổ lên giữa đây. Con đổ đây. À con đổ vào giữa. Đổ về nè. Đổ về nè. Để tí nó thay hồ ăn. Ok. Hả? Đó rồi. Con đổ đây. Một bọc nha các bạn nha. Đó ơi rồi. Cắt to ra con. Chào các bạn nè. Xé luôn các bạn ơi. Ờ các bạn ơi. Thấy chưa, từ từ nó đổ đầy lên đây luôn. Rồi đổ lên. Xé lên. Thấy được không? Ừ đổ quá trời nha.
có chân đổ đổ đừng có đụng vào bàn nhá. À đây có kẹ nữa. Ừ kẹ đó. Rồi. Tàn cua không? Đổ lên đi, này đổ lên, à, nhiều cho các bạn ơi. Đổ lên, đổ lên đây. Ăn thô mà ăn cơ. Ừ, ngồi vào đằng sau kìa. Em kìa. Ăn thô mà ăn cơ các bạn. Một núi xà lách luôn các bạn ơi. Giống như đúng núi á các bạn. Đúng núi luôn các bạn ơi. Pin màu đen thù lùi này. Nhiều quá các bạn ơi. Hết chưa? Còn nữa hả? Nhiều thế. Các bạn ơi, ngập rồi các bạn ơi. Ngập rồi hả? Còn màu đen thù lùi. Ui rồi còn đen một thù lùi luôn. Giống một chiếc quá. Cái này đen đen bỏ đây. Rồi, ngồi bớt ăn đi. Mời các bạn đi. Mời các bạn cơm ăn đó mời nha. Rồi, đấy, mời các bạn đi. Nè, ngồi xếp vào. Mời các bạn đi con. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Chào các bạn nha, các bạn cùng ăn với mình nha. Nói. Mời các bạn ăn với mình nha. Nói. Mời các bạn. Rồi, ăn, chiến. Chiến. Thử thách ai ăn nhiều nhất. 1, 2, 3, à còn... Nghĩa ngồi xích vào đấy, mới thấy mặt đây, chẳng thấy mặt đi à. Rồi ngồi xách vào. Rồi ngồi ăn đi. Mình sẽ ăn bánh cay nha các bạn. Cho bạn ăn nha. Cay lắm nha. Nè, à ngon. Có nóng không mệt quạt? Nóng. Ngon. À các bạn ơi. Nóng quá ơi. Này ăn đùi gà nè các bạn ơi. Đó, các bạn ăn đùi gà với mình nha. Đùi gà nhỏ. Ừ. Thôi bác ăn không bữa. Mời các bạn ăn bánh hình cấm rồi nha. Đùi gà các bạn ơi. Thế bạn ăn. Này nè. À. Này. Ngon. Ngon không con? Ngon con. Ngon con. Ngon Việt. Trong đây ai thích ăn cái gì nhất thì giơ lên nha. Chú có thích ăn cái này. Con thích ăn nào? Con thích ăn bánh tay. Ừ. Con ăn nào? À ăn dù gà. Ừ. Con thích ăn bánh tay. Ừ. Ngon. Ngon. Ngon phải ăn nhiều lên. Con ăn bánh tay ngon. Ừ. Không biết ăn bao giờ mới hết cái đống này. Không chịu. Không chịu ngon hả? Quốc cắt tóc luôn ngon. Quốc cắt tóc. Ừ, để chặt vào tay. Đúng rồi. Ăn thật nhiều và mau lớn. Mau ăn gì nữa là mình cay lắm. Ai hết nước thì uống nước nha. Rồi ngồi xích qua cho xích qua ai nhỉ? Tên gì? Em này tên Hiền. Em này tên gì? Nhi. Nhi ngồi xích vào ăn đi. Nhi nhi cái đó lần nó chơi hẳn lần rồi không còn nó chơi hẳn lần rồi nó còn nhiều lắm. Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Con mấy tuổi? 5 tuổi. Con mấy tuổi? 5. Con ai? 6. 6 rồi. 6 rồi, ăn nhiều lên. Ăn đi con. Thức ăn cái gì lấy cái đấy. Bánh màu đi ăn cay. Ừ. Bánh màu đen đâu có cay rồi. Bánh này là... Ủa? Bánh này bánh gì vậy? Bánh đùi gà. Bánh đùi gà nhỏ nhất. Đố bánh nào bánh gì vậy? À, bánh bắp. Bánh bắp à?
bánh bắp chiên nha các bạn. Ừ. Ủa, cái hát gì vậy? Bánh cua. Bánh cua. Bánh cua ăn ngon không? Cua hàng dễ các bạn ơi. Ừ, cái là cua hàng dễ. Gà. Đố ai bánh gì đây? Mời các bạn nha, bánh này đố các bạn là bánh gì đây? Bánh gì đây biết không? Không biết. Bánh da heo. Bánh này là bánh da heo á. Bánh này bánh da heo các bạn nha, ăn ngon lắm, hơi tròn á. À. Ăn ngon. Ăn thoải mái luôn. Lấy giờ mình cay lắm rồi nha các bạn. Ừ. Ăn đi con, đi, ăn nhiều á. Chú Quốc thích ăn lắm, đùi gà. To mồm ra hết rồi. Gắn thích ăn bánh cay. Ừ. Mỗi ăn một miếng một cay à. Bánh này ở trong nó còn có thẻ để chơi nữa nè các bạn, là nó thấy không các bạn hả? Đừng có gõ con. Đó, nó để chơi đi nó thẻ. Thẻ rút tiền đấy các bạn. Bánh đen này là bánh gì ta? Biết không? À đúng rồi, sô cô la. Trời ơi, trời ơi. Nó để là này, trời ơi. Nó đang ăn bánh. Con một bạn cuối cùng. Ừ. Nó đang ăn bánh mà. Tiếp đi, ăn hết đi con. Ký các bạn vào tiếp. Hả? Ai ngủ? Con đi làm mà quay lại cho nhỏ. Ừ. Nghe ăn hết. Bây giờ tới con, ăn hết đi. Con ăn hết được rồi. Con bao ngủ không? Ừ. Rồi các bạn ơi, hết người giờ chở mình ăn một mình các bạn ạ. Người ăn một mình. Ngon các bạn ạ. Ngon mà mấy đứa nó về hết rồi các bạn. Ngon mà mấy đứa nó về hết các bạn. Giờ mình ăn một mình các bạn. Giờ hai ba con mình ngồi ăn một mình cho nó sướng. Được không con? Các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Để mình làm video clip tiếp cho các bạn coi. Các bạn có ý kiến gì hay thì comment cho mình ở dưới nha, đó. Đó, comment cho mình nha, để mình còn làm nhiều video cho các bạn coi nha. Ngon con. Các bạn ơi, ăn ngon lắm các bạn ơi. Ừ, tí mình xuống mình sẽ gọi mấy đứa lên ăn nữa. Ba bạn đi ăn đi ngủ rồi nha các bạn. Ừ, hắn còn sớm mà đã đi ngủ rồi. À. Tuyệt vời các bạn ơi. Gần hết nước.
rồi các bạn ạ. Ừ. Vãi trưởng luôn các bạn ạ. Rất là nhiều bạn ở đây nè. Này bắn này. Oxy cây này các bạn này. Đó. Rồi xong rồi tới ha. Bịch ra bắn ha. Bịch bắn oxy cây nè. Đúng rồi, búp bu bu gì nè. Đó. Đó. Xong rồi. Rồi bắn này đó các bạn này. Cây nhất luôn này. Bắn này. Bắn oxy cây nè. Bao cây luôn các bạn này. Đấy. Mình đang ăn cái gì màu đen nữa nè. Rồi thêm là đùi gà nữa các bạn này. Đó. Quá trời luôn các bạn, oxy cây, xà lách cây nữa này các bạn nè, đó. Đây cái này này, đấy không? Bánh nha, bánh da heo nữa các bạn nè. Bánh gì vậy? Ừ, bánh này là bánh bánh con mực đó các bạn nè, đấy. Đó, bánh này là bánh này bánh khoai tây các bạn nè. Không, bánh đấy là bánh cây. Đây, bánh xà lách đỏ nữa các bạn nè. Không, bánh bí đỏ kìa. Ừ, đây nè. Đây nè, bánh cua cua gì á. Bánh cua nữa này, đây là bánh bắp nữa này các bạn nè. Đấy, bánh kìa. Đây nè, bánh khoai tây. Khoai tây nữa các bạn nè. Rất là nhiều các bạn nè, ăn này là xịt khói các bạn nè. Xịt cả cướp da luôn các bạn. Hơi bị ngon đó các bạn. Hơi ngon lắm các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh mùa và khe nữa nha. Rồi, video này dài quá rồi. Với lại bây giờ mình phải ăn hết đống này thôi. Bye bye các bạn nha. Mình sẽ dừng video ở đây. Mai mốt mình sẽ làm một thử thách bánh tiếp nữa. Xong rồi mình